Bài 1 là mình học về cái gì? Bài 1 mình học về tổng quan về thống kê. Thế nào là thống kê này? Phân loại những loại thống kê nào? Một số khái niệm thường dùng và cái quan trọng nhất là các cấp bậc đo lường và thang đo. Thế thì cái buổi thứ nhất thì gần như nó chỉ là lý thuyết rất là đơn giản và dễ thôi. Buổi thứ hai này cũng thế, hai buổi đầu thì gần như là gọi như gần như là easy. Buổi thứ hai là mình học về thu thập dữ liệu. Thầy đang nói một những cái bài toán quan trọng nhất trong cái thống kê hiện tại mà đang đang gọi là hay phải dùng ấy. Thì nó có cái bài toán cực kỳ quan trọng. Đấy là cái bài toán thống kê, ví dụ như tổng nghiên cứu về tình hình COVID ở Việt Nam. Thế thì cái bước đầu tiên khi tôi làm thống kê là tôi phải thu thập dữ liệu. Thu thập dữ liệu là thu thập về tình hình COVID ở Việt Nam hiện tại nó như thế nào. Thì đấy tôi gọi là thu thập dữ liệu. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ mình phải đi vào các cái vấn đề này. Đầu tiên là các bạn phải xác định dữ liệu cần thu thập cho tôi. Ví dụ nghiên cứu về tình hình COVID ở Việt Nam. Thì các bạn phải nghiên cứu cho tôi là thứ nhất là hôm nay có bao nhiêu ca nhiễm, có bao nhiêu ca tử vong, đang điều trị bao nhiêu, đang phải chạy máy thở bao nhiêu, ở mỗi tỉnh là bao nhiêu, đúng không? Rồi thì nguồn lây, rồi thì các yếu tố dịch tễ của những cái trường hợp đấy là như nào. Nhưng rõ ràng là nghiên cứu về tình hình COVID dịch bệnh ở Việt Nam hiện tại thì các bạn không cần phải quan tâm đến là ngày hôm qua có bao nhiêu người chết vì tai nạn giao thông, đúng không? Bao nhiêu người chết vì ngộ độc thực phẩm. Thế thì những cái thứ đấy là không cần thiết. Và cái bước đầu tiên khi các bạn làm một bài toán thống kê ấy, là các bạn phải xác định được dữ liệu cần thu thập. Tôi nghiên cứu cái gì thì tôi thu thập dữ liệu về cái đó. Được chưa nhỉ? Nghiên cứu cái gì thì cần xác định dữ liệu cần thu thập về cái đó. Thế thì khi thu thập dữ liệu thì tất nhiên mình phải dựa vào vấn đề nghiên cứu mà mình xác định dữ liệu cần thu thập. Đúng không? Sau khi xác định được là mình cần phải thu thập dữ liệu phần nào thì mình sẽ đặt ra là cái dữ liệu ấy mà tôi thu thập được nó là loại dữ liệu gì? Vậy là loại dữ liệu gì? Từng loại dữ liệu và cách xử lý dữ liệu của mình nó là khác nhau. Và cái thứ ba là một số kỹ thuật lấy mẫu. Nghĩa là trong những cái bài toán mà thống kê dựa vào lý thuyết mẫu thì mình lấy mẫu như thế nào? Đấy. Thế thì đầu tiên là mọi người xác định dữ liệu cần thu thập vào phần 1 nhỏ. Khi thu thập dữ liệu, trước tiên dựa vào các vấn đề nghiên cứu mà mình xác định dữ liệu cần thu thập. Thứ tự ưu tiên của những cái loại dữ liệu này. Và xác định rõ giới hạn và phạm vi dữ liệu. Xác định rõ giới hạn và phạm vi dữ liệu. Xác định rõ phạm vi dữ liệu. Lấy ngoài cái ví dụ COVID, mình có thể lấy cái ví dụ như này, tôi đang muốn điều tra về điều kiện sinh hoạt ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên như thế nào. Thế thì mình có hai nhóm dữ liệu chính là điều kiện sinh hoạt và kết quả học tập. Kết quả học tập thì khá là rõ rồi, nhưng bây giờ điều kiện sinh hoạt chẳng hạn thì mình nghiên cứu cái gì? Đấy. Thứ nhất là ở nhà với bố mẹ, người thân hay là ở trọ. Thứ hai là có phòng riêng hay không có phòng riêng. Chỗ ở thì có ồn ào, chật chội, nóng bức không?
có phải làm thêm không, đúng không? Thì đấy là ảnh hưởng đến học tập. Nhưng mà những thông tin sau là không cần thiết này. Bàn học màu gì, cũ hay mới, cái này không quan trọng lắm đúng không? Nhà vệ sinh có đẹp hay không, nhà của vệ sinh có đẹp hay không thì không thể lấy lý do là vì nhà vệ sinh đẹp quá em vào đấy hơi nhiều nên là em mất thời gian học tập. Đấy, mình phải xác định cho nó đúng. Cái thứ hai, lớp trưởng đâu nhỉ, cho tôi hỏi. Dạ Dạ có em. có em. Giờ mình đang giả sử mình có một bài toán thực tế đấy. Lớp trưởng lớp 61 TH1 muốn tìm hiểu điểm thi và điểm quá trình môn thống kê ứng dụng để tư vấn cho các bạn trong lớp, thì em có mấy cách để có điểm để tư vấn nào? Cách cách đầu tiên Đầu là tiên là sẽ sẽ liên liên hệ với hệ với giáo giáo viên của viên bộ môn thống môn kê thống ứng kê ứng dụng dụng để lấy điểm lấy của điểm các của các bạn. bạn. Giáo viên không cho đâu, em nên lên văn phòng khoa ấy. Các thầy cô sẽ gửi điểm K60 cho em, in luôn cho em một cái bảng điểm. Vâng. Vâng. Đấy một Đấy cách một cách cách thứ cách thứ hai hai là hỏi trực tiếp các bạn. hỏi trực tiếp các anh chị chứ bạn nào. À, Để hỏi có hai cách như thế. Thế thì ông cho biết ưu nhược điểm thế nào. Ví dụ bây giờ cách một, ông lên văn phòng khoa. Cách một nhé, ông lên văn phòng khoa, ông hỏi giáo viên chủ nhiệm, à sorry, ông hỏi cô phụ trách khoa, cô cho em cái, cô in phát cho ông cả rổ luôn. Thế thì thằng đấy nó có những ưu điểm là gì? thứ nhất là nó nhanh, nhanh là cái đầu tiên. Thứ hai nữa là mình tiết kiệm được, không phải tiết kiệm mà là thứ nhất là nhanh, với thứ hai nữa là có thể chắc chắn là có nhanh rồi này. Cái thứ hai là em có cái nhìn tổng quan luôn. À, vâng đúng rồi, có nhìn tổng quan luôn, bởi vì khi mà có tất cả điểm của các Xem bạn rồi thì là bao nhiêu A, bao nhiêu B, bao nhiêu C đúng không? dạ vâng ạ. Thế thì nhược điểm là gì? Nhược điểm là không biết được là xu hướng cho điểm của thầy Lân là như thế nào. Đấy. Ví dụ thầy Lân toàn cho điểm kiểu như là ông nào là cán bộ lớp là cho 10 điểm luôn, trừ thằng lớp trưởng mà không được cái việc gì. Đấy, quản lý lớp không tốt vân vân là cầm thi. Thế còn cán bộ lớp là cộng 2 điểm. Đấy. Đẹp trai xinh gái cộng 3 điểm, ngồi bàn 1 điểm cao, ngồi bàn cuối điểm thấp. Đấy, đến ví dụ vân vân, đấy là cách xu hướng cho điểm. Thì cái đấy không biết được, nhưng mà cái việc em đi hỏi từng anh chị một khóa trên khóa 60 ấy, xem thầy Lân cho điểm như thế nào thì cũng hay. Có một cái là hỏi giỏi lắm thì hỏi được chục người thì hỏi được gì lắm, đúng không? Không có được cái nhìn tổng thể. Tuy nhiên nó lại có được có một cái rất hay, đấy là gì? Đấy là biết kiểu thầy Lân cho điểm hay là thầy sẽ cho gỡ điểm khi nào, điểm quá trình của thầy Lân toàn điểm cao thôi, toàn 9 10 điểm hay là cái gì đó thôi. Được chưa? Và Đấy. Thế thì đấy chính là cái xu hướng cho điểm. Hai cái loại dữ liệu đó người ta gọi là dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp. Dữ liệu cả lớp chép cái định nghĩa này vào vì nó là cái định nghĩa quan trọng. Dữ liệu thứ cấp là dữ liệu từ các nguồn có sẵn, thường là đã qua tổng hợp xử thường đã qua tổng hợp và xử lý. Nguồn của nó nhớ là đã xử lý rồi đấy, thậm chí còn là thầy Lân đã thấy điểm toàn lớp thấp quá nâng cho mỗi đứa một điểm, hoặc thấy điểm cao quá tôi đã bắt đầu
trừ mỗi điểm đứng một điểm đi, không thì 11 điểm hết. Nguồn thì là các báo cáo này, lấy từ báo tạp chí này, các tổ chức hiệp hội và viện nghiên cứu, đúng không? Cái kiểu dữ liệu thứ hai là dữ liệu sơ cấp. Là dữ liệu lấy trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu. Dữ liệu sơ cấp thường được thu thập theo một quy trình bài bản, đúng không? Nguồn thì thử nghiệm này, điều tra phỏng vấn, thuê dịch vụ. Hỏi lớp trưởng là hai cái cách mình làm lúc nãy như thế, thì cách nào là dữ liệu sơ cấp, cách nào là dữ liệu thứ cấp? Đi hỏi trực tiếp các bạn trong lớp thì là sơ cấp, còn thứ cấp là khi mà mình lên văn phòng khoa và nhờ họ in điểm ra cho mình ạ. Đấy là từ cấp hay sơ cấp? Đấy là thứ cấp ạ. Ok, Còn sơ cấp là gì? là dữ liệu thu nhập từ những nguồn có sẵn rồi ạ. Ừ. Và đã được tổng hợp và đã được xử lý rồi. Ví dụ về